Tối ngày 31 tháng 10 năm 2014, Công an thành phố Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ thùng phi đựng hóa chất làm một người tử vong. Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một người dân đem thùng phi sắt đựng hóa chất đậy nắp kín đến tiệm sửa xe đạp của ông Nguyễn Tư, 48 tuổi, ở đội 3 thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi nhờ cưa nắp thùng. Người này cho biết thùng phi đựng hóa chất nhưng hiện không còn hóa chất, do không mở được nắp thùng nên cần máy hàn cắt nắp thùng. Trong lúc ông Tư dùng máy hàn khò nắp thùng phi kín hơi, thì thùng phi phát nổ và hất văng ông Nguyễn Tư gây ra nhiều vết thương khắp người ông. Mặc dù người dân nhanh chóng đưa ông Tư đi cấp cứu, nhưng do bị thương nặng, ông Tư chết ngay sau đó.